Từ lâu, đá không chỉ được ứng dụng nhiều trong đời sống của bà con Phú Yên, mà đá còn được chế tác thành các nhạc cụ độc đáo. Trong đó, đàn đá còn là nét văn hóa đặc trưng rất riêng của vùng đất này. Diễn viên Dương Thanh Vàng và diễn viên Gia Linh tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam mến yêu khám phá nghệ thuật đàn đá Phú Yên. Mời quý vị đón xem chương trình vào lúc 19:50 thứ Bảy ngày 22 tháng 6 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.